chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Shonen Action. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và may mắn. Lôi độn là những thuật cho phép các ninja tạo ra dòng điện bằng gia tăng tần số rung động của các luồng năng lượng chakra trong cơ thể. Các đòn tấn công lôi độn có thể dễ dàng đâm thủng vật rắn với tốc độ ra đòn rất nhanh. Khi dính đòn lôi độn, điện sẽ làm cho mục tiêu bị tê liệt hoàn toàn, không thể cử động để rồi cuối cùng bị dính đòn chí mạng. Điện từ lôi độn có thể được truyền qua các vũ khí chiến đấu thông qua dòng chảy chakra, nhờ vậy vũ khí trở nên sắc bén hơn. Đối phương khi bị đánh trúng bởi các vũ khí có lôi độn sẽ bị tê liệt. Các ninja làng mây rất thông thạo lôi độn. Theo tự nhiên, lôi độn mạnh hơn thổ độn nhưng lại yếu hơn phong độn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Shonen Action. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu top 7 người sử dụng lôi độn mạnh nhất trong Naruto. Thứ 7, Hatake Kakashi. Kakashi là một thiên tài bẩm sinh, bằng chứng là anh tốt nghiệp học viện ninja với thành tích cao nhất khi chỉ mới 5 tuổi. Kiến thức của anh về nhẫn thuật rất rộng lớn, nên anh đã được yêu cầu trở thành người trông coi Naruto khi phong ấn của cửu vĩ trong cậu có dấu hiệu dần yếu đi. Kỹ năng của anh hết lần này đến lần khác được khẳng định qua những lần giao đấu với các kẻ thù hùng mạnh, kể cả Pain, một ninja cực kỳ nguy hiểm cũng đánh giá năng lực của Kakashi đủ sức làm ảnh hưởng tới kế hoạch của Akatsuki nếu như không trừ khử được anh trước. Điều này nhanh chóng được chứng minh trong đại chiến thế giới ninja lần thứ 4. Kakashi và Gai đã giữ chân các Jinchuriki được hồi sinh do Madara điều khiển. Ngoài việc tinh thông nhiều nhân thuật, Kakashi cũng thành thạo việc sử dụng nhiều thuộc tính khác nhau. Kakashi chủ yếu sử dụng lôi độn, nó được anh sử dụng nhuần nhuyễn đến mức các ninja khác dựa vào đó để nhận dạng ra anh. Kakashi còn được biết đến về tuyệt chiêu Chidori và Raikiri. Đây là chiêu thức độc quyền về Kakashi, hiển nhiên sức mạnh của nó rất đáng kể. Với Chidori, Kakashi đã từng chém đôi một tia chớp. Tuy nhiên, việc sử dụng Chidori rất hao tốn chakra. Kakashi từng nói rằng anh chỉ sử dụng Chidori tối đa 4 lần một ngày. Thứ 6, Darui. Darui là một shinobi có kỹ năng chiến đấu tốt, được chọn là một trong những vệ sĩ của Raikage đệ tứ. Anh ta có thể đánh bại Suiketsu, một thành viên mạnh mẽ của Taka. Trong đại chiến thế giới ninja lần thứ 4, anh được bổ nhiệm làm chỉ huy của lực lượng đồng minh shinobi. Anh đã đánh bại được Kinkaku và Ginkaku. Darui đã cho thấy tốc độ ấn tượng, có thể phối hợp một cuộc tấn công kết hợp với Taka cùng với Raikage, gia tăng cường độ tia chớp, cũng như bảo vệ đồng đội khỏi một cuộc tấn công lén lút bởi Suiketsu. Khi anh trở thành Raikage, kỹ năng thể thuật của anh được so sánh với Naruto và Sasuke trong trận chiến với Kinshiki Otsutsuki. Darui cũng sở hữu dự trữ chakra đáng kể và khả năng chịu đựng. Anh đã không bị chết vì kiệt sức sau khi sử dụng 3 dụng cụ mang sức mạnh lục đạo mà vẫn có đủ chakra để tiếp tục chiến đấu một cách hiệu quả. Darui thông thạo về các thuộc tính phong, lôi và thủy. Anh có thể sử dụng 2 tính chất chakra đồng thời. Anh rất thông minh và nhanh nhẹn trong lối đánh của mình. Sử dụng một bức tường nước để trói kẻ thù xuống dưới và dùng sét đánh làm cho nhẫn thuật uy lực hơn. Anh cũng có thể kết hợp thuộc tính nước và các thuộc tính sét để tạo ra chiêu thức riêng. Darui cũng có thể tăng cường vũ khí của mình bằng cách cường hóa chakra lôi vào chúng, đủ để cắt qua một lớp kim loại. Darui có thể sử dụng hắc lôi, làm cho kỹ thuật xét của anh mạnh mẽ hơn. Thứ 5, Indra Otsutsuki là người con lớn của lục đạo tiên nhân. Ngay cả Hagoromo đã phải thừa nhận, Indra có sức mạnh khổng lồ, trí thông minh và tài năng thiên bẩm vô hạn. Thông tin về nhân vật này khá ít. Thế nhưng trong những đoạn hồi tưởng về Indra và Asura thì độc giả nào cũng có thể dễ dàng nhận ra đây đều là những cao thủ nắm giữ và vận dụng dòng chảy chakra tuyệt vời nhất. Mặc dù không phải là truyền nhân của Hagoromo, nhưng so với người em trai Asura thì sức mạnh của Indra vẫn khỏe hơn. Các hậu nhân của ông sau này cũng toàn là thiên tài như Uchiha Madara, Uchiha Sasuke. Dù vậy, cho đến thời của Naruto và Sasuke, sức mạnh của Indra dường như vô địch thì đã bị vượt mặt. Indra có thể sử dụng một nhẫn thuật mang thuộc tính lôi, trông khá giống với Chidori của Kakashi và Sasuke, nhưng không rõ đó có phải không. Thứ 4, Raikage đệ tứ. Vượt trên khả năng thể chất của mình, Raikage đệ tứ thông thạo kỹ năng dựa trên sấm sét, tạo ra một quầng liên tục của điện từ cơ thể của mình để tạo ra lôi giáp. Luồng điện này tăng cường sức mạnh thể chất của ông và tốc độ đến điểm mà ông tuyên bố ngay cả Sharingan cũng không thể theo kịp với động tác của ông. Điều này là do điện kích thích và đẩy mạnh các khớp thần kinh,
khuếch đại phản xạ. Trong khi sử dụng khả năng, ông có thể né tránh những phát bắn chakra của Zugo và Amaterasu và cả ở phạm vi sát người. Tốc độ của ông ở tình trạng này tăng đáng kể, đến mức nó đã được đề cập 7C do hệ thống thần kinh của Raikage và tốc độ phản ứng của ông được so sánh với Hokage đệ tứ. Các luồng điện còn có thể làm việc như là một lớp bảo vệ, bởi trong giây lát tăng đột biến điện, Raikage có thể làm lệch hướng một cuộc tấn công từ thanh kiếm của Sasuke từ phía sau và chỉ nhận một vết thương nhỏ trên ngực của ông sau một cuộc tấn công trực tiếp bằng Chidori. Ông cũng đã thể hiện khả năng tập trung chakra set vào một điểm, đủ để cắt ngọt chân tay của một người. Thứ ba, Raikage đệ tam. Raikage đệ tam là một nhân vật nổi tiếng với khả năng sử dụng lôi độn của mình. Trong đại chiến thế giới ninja lần thứ tư, ông được chuyển sinh và đối đầu với thế hệ ninja hiện tại. Mặc dù ông nói lên khả năng và cách khắc chế, thế nhưng cả một sư đoàn cũng không thể đánh thủng được lớp đôi giáp mà ông tạo ra. Trong quá khứ, ông đã từng đối đầu với hơn 10.000 nhẫn giả trong 3 ngày 3 đêm để câu giờ cho đồng minh mình chạy thoát. Sau khi kiệt sức, ông đã qua đời. Một sức chịu đựng quá ghê gớm, ẩn sâu là lượng chakra cực kỳ dồi dào, đủ để giúp ông phòng thủ cũng như dùng nhẫn thuật để tiêu diệt đối phương. Ông cũng đã từng tay không phong ấn bắt vĩ, tuy nhiên, hậu quả là ông lại bị chính nhất dương chỉ của mình đả thương, thế nên mới có vết sẹo ở ngực. Ông cho đó là nỗi nhục lớn nhất của mình. Rasen Shuriken là nhẫn thuật phong độn cực kỳ mạnh mẽ, sức công phá rất lớn, là hệ chakra có thể khắc chế lôi giáp của Raikage đệ tam. Thế nhưng sau khi lãnh đủ một quả, ông lại không hề ấn gì cả, bằng chính năng lực của mình, chứ không phải là do cơ thể chuyển sinh. Phải phân tích cực kỳ khéo léo, Naruto mới tìm ra cách để đánh bại Raikage. Thứ hai, Uchiha Madara. Madara được nói là bẩm sinh đã có nguồn chakra vô cùng mạnh mẽ, ngay cả theo tiêu chuẩn đánh giá của nhà Uchiha. Kurama khẳng định rằng chakra của ông còn hung hãn hơn cả nó. Lượng chakra của nhân vật này còn rất khổng lồ khi ông ta có thể đánh suốt một ngày đêm mới kiệt sức. Điều này cũng được chứng minh trong trận chiến cuối cùng giữa ông ta và Hashirama, vừa triệu hồi và điều khiển Kurama cùng lúc với sử dụng Susanoo. Tất cả những việc này đều hao tổn chakra trầm trọng, nhưng Madara không hề lộ sự mệt mỏi. Madara đã có thể sử dụng tất cả 5 nguyên tố tự nhiên, nhưng đặc trưng của nhà Uchiha là hỏa độn, nên Madara thường nghiêng về hỏa độn nhiều hơn. Trạng thái mạnh nhất của Madara là trạng thái lục đạo, với trạng thái này có thể cường hóa các nguyên tố và một trong số đó là lôi độn. Bằng cách sử dụng chakra hệ lôi và kết hợp nó với năng lượng tự nhiên, Madara giải phóng vô số tia sét hữu hình màu tím từ lòng bàn tay của mỗi bàn tay để nắm bắt mục tiêu. Kỹ thuật hầu như không thể né tránh và xuyên thủng dù có là những phòng thủ mạnh nhất. Thứ nhất, Uchiha Sasuke. Sau khi biết rằng Sasuke cũng có tố chất về lôi độn, Kakashi dạy cậu Chidori để ngăn cậu dùng thầy ẩn chú và thuật này cũng được dùng hiệu quả hơn nếu kết hợp với Sharingan. Nhờ sự kết hợp này, Sasuke có thể đánh thủng những vật thể rắn chắc chắn nhất một cách dễ dàng mà gây ra thương tích nghiêm trọng cho đối thủ. Sasuke cũng có thể tập trung chakra lôi và biến đổi hình thái thành kiếm có độ dài tùy ý để tấn công ở mức chính xác cao hơn. Nhẫn thuật thuộc tính tự nhiên mạnh nhất của Sasuke là Kirin, sử dụng nguồn năng lượng tự nhiên và có thể kích hoạt ngay cả khi cậu đã kiệt sức. Thuật này mạnh đến mức hủy diệt được cả một ngọn núi và đối chọi lại với Susanoo của Itachi. Sau khi tiếp nhận một nửa sức mạnh của lục đạo, Sasuke có thể tạo ra phiên bản Chidori nâng cấp, đâm xuyên qua dạng Jinchuriki của Uchiha Madara. Hơn nữa, Chidori dạng thương nhọn lúc này cũng có thể cắt ngọt cơ thể hắn làm đôi chỉ trong một nhát chém. Các bạn vừa xem xong top 7 người sử dụng lôi độn mạnh nhất trong Naruto. Các bạn thích ai nhất thì hãy để lại ý kiến ở phần dưới bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau. Vãi liều Big Mom kìa. Vãi đài. Nhìn nó sợ nhá. Trông nó to thế. Kít với cả Ruby này. Cái đồ già. Ui xôi ôi. Cái đồ cho một phát liên minh bắt quái bay mẹ luôn cả Lin rồi. Thế này là như nào? Listen to Chen.
Gấp mày luôn, không kia bốn à? Hay đau đau đau, bắt quá. Tao khỏe hơn mày nhiều, tao khỏe hơn.